Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin SpaceX tham gia sâu hơn vào các dự án tình báo và quân sự của Hoa Kỳ khi xây dựng mạng lưới vệ tinh gián điệp cho Mỹ. Ngày 17 tháng 3, VOA tiếng Việt cho hay SpaceX của Elon Musk đang xây dựng mạng lưới vệ tinh gián điệp cho tình báo Mỹ. Theo đó, 5 nguồn tin quen thuộc với chương trình của SpaceX cho biết SpaceX đang xây dựng mạng lưới hàng trăm vệ tinh do thám theo một hợp đồng mật với cơ quan tình báo Mỹ. Điều này thể hiện mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa công ty vũ trụ của tỷ phú Elon Musk và cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ. VOA cho biết, theo các nguồn tin, mạng lưới tình báo này đang được đơn vị kinh doanh Starship của SpaceX xây dựng theo hợp đồng trị giá 1,8 tỷ đô la Mỹ được ký vào năm 2021 với Cục Trinh sát Quốc gia, một cơ quan tình báo quản lý các vệ tinh gián điệp, hình ảnh bài trên VOA. Các kế hoạch này cho thấy mức độ tham gia của SpaceX vào các dự án tình báo và quân sự của Hoa Kỳ, đồng thời cho thấy Lầu Năm Góc đầu tư sâu hơn vào các hệ thống vệ tinh bay ở tầm thấp của trái đất để hỗ trợ cho các lực lượng trên mặt đất. Theo VOA, các nguồn tin cho biết nếu thành công, chương trình này sẽ nâng cao đáng kể khả năng của chính phủ và quân đội Mỹ trong việc nhanh chóng phát hiện các mục tiêu tiềm tàng ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. VOA dẫn một tuyên bố của Cục Trinh sát Quốc gia thừa nhận sứ mệnh phát triển một hệ thống vệ tinh tinh vi là quan hệ đối tác với các cơ quan chính phủ, công ty, tổ chức nghiên cứu và các quốc gia khác, nhưng từ chối bình luận về mức độ tham gia của SpaceX vào nỗ lực này. Người phát ngôn cho biết Cục Trinh sát Quốc gia đang phát triển hệ thống tình báo, giám sát và trinh sát trên không gian có khả năng đa dạng và linh hoạt nhất mà thế giới từng thấy. Hình ảnh tàu vũ trụ Starship của SpaceX được phóng lên từ Starbase ở Boca Chica, Texas, ngày 14 tháng 3 năm 2024. Vẫn theo VOA, các nguồn tin cho biết các vệ tinh có thể theo dõi mục tiêu trên mặt đất và chia sẻ dữ liệu đó với các cơ quan quân sự và tình báo Hoa Kỳ. Về nguyên tắc, điều đó sẽ cho phép chính phủ Hoa Kỳ nhanh chóng ghi lại hình ảnh liên tục về các hoạt động trên mặt đất ở hầu hết mọi nơi trên thế giới, hỗ trợ các hoạt động tình báo và quân sự. VOA cũng cho biết Lầu Năm Góc vốn là một khách hàng lớn của SpaceX, sử dụng tên lửa Falcon 9 để phóng các thiết bị quân sự lên vũ trụ. Một trong những nguồn tin cho biết, vệ tinh nguyên mẫu đầu tiên của Starship được phóng vào năm 2020 là một phần của hợp đồng riêng trị giá khoảng 200 triệu đô la đã giúp SpaceX giành được hợp đồng 1,8 tỷ đô la sau đó. Mạng Starship tách biệt với Starlink, nhóm băng thông rộng thương mại đang phát triển của SpaceX có khoảng 5.500 vệ tinh trong không gian để cung cấp Internet gần như toàn cầu cho người tiêu dùng, công ty và các cơ quan chính phủ. Hình ảnh tỷ phú Elon Musk, ông chủ của SpaceX. VOA tiếp tục cho hay, chương trình bí mật chậm vệ tinh gián điệp là một trong những khả năng được chính phủ Hoa Kỳ muốn có nhất trong không gian vì nó được thiết kế để cung cấp phạm vi bao phủ liên tục, rộng khắp và nhanh chóng nhất của các hoạt động trên trái đất. Không ai có thể che giấu gì được. Một trong những nguồn tin nói về khả năng tiềm tàng của hệ thống khi mô tả phạm vi tiếp cận của mạng. Tuy nhiên, VOA nhận xét ông Elon Musk từng gây ra thất vọng đối với một số quan chức trong chính quyền Biden về việc kiểm soát Starlink ở Ukraine, bởi quyền kiểm soát sử dụng Starlink trong vùng chiến sự thuộc về ông Musk, chứ không phải quân đội Hoa Kỳ, đã tạo ra căng thẳng giữa ông và chính phủ Hoa Kỳ. VOA cũng cho hay Starship nhằm mục đích xây dựng kiên cố hơn trước các cuộc tấn công từ các lực lượng không gian phức tạp và mở rộng đáng kể khả năng viễn thám của chính phủ Hoa Kỳ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin SpaceX tham gia sâu hơn vào các dự án tình báo và quân sự của Hoa Kỳ khi xây dựng mạng lưới vệ tinh gián điệp cho Mỹ. Các dân biểu can thiệp quyết định buộc tiệm phở Việt phải đóng cửa, sự khác biệt về thể chế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Ngày 15 tháng 3, VOA tiếng Việt cho hay, Mỹ, tiệm phở buộc phải đóng cửa vì bốc mùi. Các dân biểu gốc Việt can thiệp. Theo đó, VOA dẫn lời anh Eddie Dong, chủ cửa hàng phở Boga, kể rằng, theo thành phố Portland, một cư dân không thích mùi thức ăn từ quán của anh. Từ cuối năm 2022,
và lúc đó thành phố này đã phạt anh 1.908 USD. Anh Eddie đã cố gắng gắn máy lọc mùi theo khuyến nghị của thành phố, nhưng hàng xóm vẫn không hài lòng. Cuối cùng, anh quyết định đóng cửa nhà hàng. Trước ngày đóng cửa, anh đã nhận được giấy phạt thứ hai yêu cầu anh nộp phạt 908 USD. Nếu không đóng cửa, trong tháng 3 này, anh sẽ nhận được giấy phạt tiếp theo hơn 3.000 USD. Anh Eddie cho biết thêm. Hình ảnh bài trên VOA. VOA cho biết, nhà hàng phở Gabo của anh Eddie Dong đã hoạt động được 6 năm. Trước đó, tiệm này đã trải qua hai đời chủ với tổng cộng đến nay là 30 năm, nhưng chưa từng bị than phiền về mùi thực phẩm hay gặp bất cứ trở ngại nào cho tới khi sự việc này xảy ra. Theo VOA, sau khi anh Eddie dán thông báo đóng cửa tiệm, thông tin này đã được khách hàng đưa lên mạng xã hội và truyền thông địa phương, khiến nghị viên thành phố Carmen Rubio lên tiếng. VOA dẫn Facebook của bà Rubio hôm 6 tháng 3 viết: "Tôi rất quan ngại và đang đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về tác động tiêu cực của chính sách này." Bà Rubio cũng cho biết bà đã chỉ đạo Cục Dịch vụ Phát triển tạm dừng lập tức các khiếu nại về mùi liên quan đến các cơ sở thực phẩm và đưa ra đánh giá ngay lập tức về quy định liên quan để đưa ra khuyến nghị thay đổi. "Mục tiêu của tôi là thấy những thay đổi về mã, quy định xử phạt diễn ra càng sớm càng tốt," nghị viên Rubio viết. Hình ảnh nhà hàng phở Gabo. Vẫn theo VOA, năm nhà lập pháp cấp bang người Mỹ gốc Việt bao gồm các dân biểu Daniel Nguyễn, Hai Pham, Thuy Chan, Hoa Nguyên và Khanh Phạm hôm 6 tháng 3 cũng đồng ký tên vào các thông cáo báo chí hoan nghênh chỉ thị của nghị viên Rubio sau khi đến làm việc trực tiếp với anh Eddie. VOA dẫn thông cáo báo chí được các hãng truyền thông địa phương đăng tải viết rằng việc đóng cửa phở Gabo là một tiền lệ nguy hiểm và gửi đi một thông điệp đáng lo ngại về giá trị của sự đa dạng văn hóa ở Portland. Bên cạnh đó, VOA tiếp tục cho hay, các nhóm hoạt động cộng đồng và thương mại cũng đã lên tiếng về quy định khiến nhà hàng phở Gabo phải đóng cửa bởi vì không có bất kỳ một loại thiết bị nào có thể kiểm tra hay đo mùi hôi ngoài mũi của viên thanh tra. Do đó, Hiệp hội Nhà hàng và Nhà nghỉ Oregon đã yêu cầu thành phố ngừng thực thi ngay lập tức quy định mà hiệp hội này cho là không công bằng. VOA dẫn nhóm APANO, một nhóm công bằng xã hội của bang Oregon chuyên hỗ trợ người châu Á Thái Bình Dương, lập luận trong một tuyên bố rằng những nhận thức về mùi có thể bị ảnh hưởng bởi thành kiến bài ngoại và tác động không cân đối đến các doanh nghiệp thuộc sở hữu của người da đen, người bản địa và da màu. Hình ảnh Quốc hội Mỹ. VOA cho biết thêm trên trang change.org, một kiến nghị kêu gọi hỗ trợ cho phở Gabo yêu cầu thành phố chấm dứt các khoản xử phạt bất công và bảo vệ sự đa dạng ẩm thực của Portland đã đạt được gần 3.500 chữ ký trong chỉ tiêu 5.000 chữ ký tính đến sáng ngày 14 tháng 3. Anh Eddie Dong nói với VOA rằng chính sự hỗ trợ từ khách hàng và các dân biểu gốc Việt đã giúp cho giới chức địa phương xem xét lại quy định có thể gây thiệt hại rất nhiều cho doanh nghiệp giống như nhà hàng của anh trong tương lai. Nếu chuyện này xảy ra ở Việt Nam, bạn hãy thử tưởng tượng có quan chức hay đại biểu quốc hội hay hiệp hội nào đứng ra lên tiếng cho chủ doanh nghiệp hay không? Nếu có, thì người lên tiếng sau đó sẽ nhận được những đòn thù từ chính cơ quan chức năng mà như ông Lưu Bình Nhưỡng là một tấm gương nhãn tiền. Đó chính là sự khác biệt giữa Mỹ và Việt Nam. Nó thể hiện sự khác biệt tuyệt đối giữa hai thể chế dân chủ và độc tài. Với thể chế dân chủ, vai trò của xã hội dân sự thông qua các hội đoàn hiệp hội để giám sát chính quyền và họ có quyền lên tiếng, tạo ảnh hưởng rất lớn đối với các chính sách của nhà nước. Đồng thời, các nghị sĩ dân biểu do dân bầu nên họ luôn đứng về phía người dân. Trong khi đó, ở thể chế độc tài, độc đảng, mọi việc đều do đảng kiểm soát và quản lý. Ai trái ý đảng thì chờ bốc lịch đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Các dân biểu can thiệp quyết định buộc tiệm phở Việt phải đóng cửa, sự khác biệt về thể chế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d